Ngày 20 tháng 7, ban tổ chức đã công bố giải đua xe địa hình đối kháng COP 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 29-30/7 tại Tropicana Park, khu du lịch Nova World Hoa Tram, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là năm thứ 5 giải đấu này được tổ chức. Giải đua năm nay thu hút hơn 30 đội đua ô tô và có thêm hạng mục đua mô tô địa hình Enduro với hơn 60 vận động viên tham gia. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải trị giá 70 triệu đồng cùng các phần thưởng hiện vật. Các vận động viên thi đấu trong khu vực cố định và sẽ trải qua vòng loại để xếp hạng trước khi vào vòng chung kết. Thể thức thi đấu này kích thích tính cạnh tranh ngay từ những lượt đấu đầu tiên và giúp các tay lái trình diễn các kỹ năng cao nhất. Vòng chung kết sẽ kéo dài tới 20 phút, tăng thêm sự kịch tính cho giải đua. Riêng đội đua không đạt thành tích cao ở vòng loại vẫn có cơ hội tham gia thách đấu tại các vòng playoff để đi đến trận chung kết. Giải đua COP nổi tiếng với đặc sản đối kháng và đã thu hút sự quan tâm đông đảo trong cộng đồng đua xe địa hình. Ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban tổ chức cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của giải đua năm nay là chuyển từ đường đất đá sang đường cát. Địa hình này khác biệt rất nhiều vì lực cản của cát rất lớn. Nếu ban tổ chức không làm tốt, những chiếc xe nguyên bản nếu không nâng cấp hệ thống tản nhiệt rất dễ gặp tình trạng quá nhiệt. Giải đua COP được tổ chức với sự khác biệt so với các giải đua xe địa hình khác tại Việt Nam. Theo vận động viên Vũ Ngọc Cường, ở giải đua COP, sau mỗi bài thi, người ta có thể biết ngay ai thắng ai thua, trong khi các giải đua khác phải thi xong nhiều bài và tính điểm mới xác định đội chiến thắng. COP là giải đua off-road đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ đếm giờ của Tag Heuer, đạt tính chính xác lên tới 1.000 giây và tối đa 200 km/h. Điều này giúp các đội đua thể hiện thực lực mạnh mẽ và không dựa vào sự may rủi. Tất cả vận động viên tham gia COP đều là những tay đua kinh nghiệm, không phải tay mơ, và họ đều hướng đến việc giành chiến thắng, không chỉ để cọ sát hay học hỏi. Tôi trung thành với việc tìm ngôn ngữ chung về đua xe thể thao giữa quốc tế và Việt Nam. Nhưng để làm một chiếc xe chuẩn FIA, tiêu chuẩn của Liên đoàn ô tô quốc tế PV, là câu chuyện rất tốn kém. Chúng tôi ý thức được rằng, khung chống lật, dây an toàn 4, 6 điểm, ghế Sparkle hay ghế OMP hỗ trợ các tay đua rất nhiều, nhưng nó có rào cản về tiền. Hiện nay, đa số mọi người đem chính chiếc xe đi lại hàng ngày vào đường đua. Còn trong giải COP, 80% tay đua sử dụng chiếc xe thứ hai, thứ ba của họ. Nhưng để phá một chiếc xe và gắn nhiều trang bị đảm bảo an toàn thì vẫn là thiểu số, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban tổ chức nói. Ban tổ chức giải đua COP cố gắng đảm bảo an toàn cho các vận động viên thông qua việc thiết kế đường đua, nhưng việc gắn trang bị đảm bảo an toàn đối với chiếc xe vẫn là lựa chọn ít được sử dụng. Từ mùa giải thứ tư, giải đua COP hỗ trợ các vận động viên muốn tham gia giải Asia Cross Country Rally, AXCR, với chương trình hỗ trợ khoảng 200 đến 300 triệu đồng dành cho những vận động viên chiến thắng COP. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với chi phí thực tế gắn trang bị đua xe. Ông Nguyễn Thanh Hải cũng nhấn mạnh rằng COP là giải đua off-road đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ đếm giờ của Tag Heuer để đánh giá kết quả với tính chính xác lên tới 1.000 giây và tối đa 200 km/h.